Em Tuấn Auto Sài Gòn em kính chào anh em. Em giới thiệu anh em hai chiếc lọc xì EV ha. Một chiếc Sansui XE8 và một chiếc GVC C80. Thì phía bên tay phải đây là một chiếc Sansui XE8 ha. Đây là cái dòng mà anh em vừa nghe nhạc và vừa kết hợp cao kê được. Thì chiếc này em vừa xin xong. Đây ống áp em mở sẵn đây đây. Thì nó thiết kế với cái mặt phi nhôm trắng xước. Đây, mặt mũi rất là keng. Những cái cần nút của nó còn sáng keng à. Đây. Cái bên tay trái nè. Và mỗi một vế như này 2 4 6 8 10 cần ha, mỗi một vế như này cho nó 10 cần. Và đây là cái phía trước thiết kế một cái volume của đèn nước nè. Một cái nút power nguồn và hai cái nút tắt đèn và ngưng đèn. Và đây là các ngõ vào ha, sụt và tắt 1 và tắt 2 thì nó tổng cộng có 3 đường vào. Thì nó là mặt phi nhôm xước trắng rất là đẹp. Thì đối với Sansui XE8 này thì quá là quen thuộc cái anh em rồi. Thì về giá thì chiếc này giá 5,2 triệu anh em ha. 5,2 triệu cho chiếc Sansui XE8 đẹp keng. Đây phần nắp nè. Phía bên tay trái. Phần bên tay phải nè. Thì ốc ác em mở ra sẵn rồi, xíu em sẽ mở phần nội thất cho anh em xem luôn. Rồi quay lại phần mặt mũi lần nữa ha, anh em xem nè, núm nút nè, trắng bóc luôn, không có tên rỉ ố gì hết ha. Đây thì em đang kết nối nè, thì đây là hiện đèn nước nó nhảy nè. Thì từ chiếc lọc này em kết nối qua chiếc VC C80. Thì đối với VC C80 thì nó cũng là một nói chung dòng với Victor 80. Nhưng là cái dòng này là nó đa cầu điện nên nó có cái tên là GVC ha. Thì đối với những chiếc C80 mà dòng đa cầu điện rất là hiếm. Và hiện tại chiếc này là đẹp như mới luôn. Đây, ốc bác mới keng. Từng nắm nút, từng cái cần gạt này anh em thấy. Nó rất là đẹp ha, bóng lừ. Rồi còn một mũi nè. Một mũi cực keng luôn. Đấy. Chiếc này 2, 4, 6, 8, 10 cũng 10 cần ha. Và đây là cũng có một cái volume để tăng giảm đèn nước nè. Đấy. Và có giảm dB nữa ha. Thì đối với GVC C80 thì giá là 11 triệu anh em ha. 11 triệu bao ship toàn quốc. Thì đối với chất âm của C80 là quá hay rồi. Và đặc biệt nữa nó sử dụng được đa cầu điện ha, có cái cầu chuyển điện phía sau. Thì anh em nào mà muốn sử dụng điện bao nhiêu thì cứ bật qua theo cái hướng mũi tên thôi. Đấy, phần nắp phía trên nè. Phía bên hông ha. Rất là keng, nói chung hai chiếc này rất là đẹp. Đấy. Thì em đang cắn dây vào em test và quay cái phần đèn nước cho hoạt động cho anh em nè. Rồi bây giờ em sẽ rút ra quay phần phía sau và phần nội thất ha. Rồi phần đây là phần mặt tiền anh em xem lại lần nữa ha. Rất keng và đẹp. Đấy, em lướt từ từ qua anh em xem. Đấy. Rồi qua đây là chiếc Sansui XE8. Thì nắp em đã mở ra sẵn rồi. Rồi, đây là nội thất của chiếc C8 này. Đây, nội thất là vàng ống luôn. Đây, sườn phía bên tay phải này. Bộ mặt thì đặt rạc máy luôn. Đấy. Đây là cái cầu chuyển điện nè. Rồi phía này là chiếc Sansui XE8 ha.
8 thì nhìn như thiết kế nó có vẻ đơn giản hơn, thì mỗi một hãng thì nó thiết kế đều khác nhau hết đấy. Rồi bây giờ cho là phần phía sau cái nội thất là mới khen à. Nói chung là những chiếc lọc thì mặt mũi đẹp thì cái ruột chiếc nào cũng đẹp đều ha. Lọc thì nó không có làm thẳng nhiệt, không có làm thẳng nhiệt nên cái nắp nó kín, thì phía trong nó ít có bụi, thì chiếc nào cũng rất là khen. Cái bằng xi 7 màu này còn mới lắm. Rồi bây giờ em sẽ qua phần phía sau. Ở đây là phần mặt sau của hai chiếc lọc xì ha. Đây là phần phía sau của chiếc Sansui SD8 nè. Đấy, và chiếc này của Seri ha, 0072. Đây là các đường vào nè. Đấy, trắng bóc luôn. Rồi còn ruột phía mặt trước nè. Ruột gà này em thấy phía trong rất là càng và đẹp. Rồi. Rồi đây là phần phía sau của chiếc GBC C80. Đấy, đây là cái cầu đổi điện nè ha. Đấy, anh em mà ghim muốn bật chuyển điện sao ngõ nào thì chúng ta chỉ cái hướng này lên mũi tên này là nó sử dụng điện đó ha. Đây là cái đường vào nè, trắng bóc luôn, phần phía sau rất là đẹp luôn. Rồi phần nội thất nè, bò thì mỗi một ghế như thế này nó đặc lạc luôn. Hai cái tấm này em thấy nó 7 màu luôn, rất là đẹp. Sườn phía bên nè, tay phải nè, tay phải lúc nãy em để ha. Chiếc C80 nội thất có vẻ nó đặc lạc hơn rất là nhiều ha, so với chiếc Sansui thì tùy kinh phí anh em lựa chọn ha. Đây nó còn một cái bo nằm phía bên trong cái gì này nữa. Đá vậy nè, tuyệt đẹp. Và đối với cái dòng này là series nằm phía dưới ha, 729 ha. Đấy, nắp đá dưới màu vàng như thế này. Rồi thì em cũng xin kết thúc clip ha. Và chiếc GC C80 thì giá là 11 triệu em ha, rất là keng luôn. Đây, quay lại phần mặt mũi em xem lần nữa ha. Từng cái cần gạt một nó là bóng lờ luôn. Đây là mới lên này. Rồi, đây là chiếc SD8 nè, một mũi ha. Đấy, từng cái cần gạt là mới keng, không có hiện tượng oxy quá hay là xuống màu gì hết ha. Dạ rồi, thì với Sansui SD8 thì là 5,2 triệu anh em ha. Còn GC C80 này giá là 11 triệu, bao ship toàn quốc. Dạ rồi, em xin kính chào anh em.